Xin kính chào quý cô, quý bà và anh chị em. Một lần nữa chúng ta đến với chương trình Trò Chuyện Ban Mai với Mục sư Quang. Một ngày mới xin kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, an lành và phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ đề tài đó là giải cứu, rescuer. Chúng ta biết rằng tin tức vào ngày hôm qua bên Paris, bên Pháp có đăng tải về một người thanh niên. Người thanh niên này khoảng 22 tuổi, tên là Mamoudou Gassama. Người này là người Mali, người Phi Châu. Và anh ta đã đến nước Pháp khoảng mấy tháng qua. Vào ngày vừa rồi, anh đang ngồi ở trong một cái restaurant và coi football, thì bỗng dưng anh nghe ở bên ngoài có tiếng la hét rất là ồn ào và tiếng còi xe inh ỏi. Thì anh không biết chuyện gì xảy ra ở phía bên ngoài restaurant đó. Anh đã chạy ra thì anh nhìn thấy một đứa bé khoảng 4 tuổi leo ra khỏi cái ban công của một cái chung cư là apartment. Và đứa bé nó đang lơ lửng là sắp sửa rớt xuống. Lúc đó anh nhìn thấy như vậy, anh không nghĩ gì hơn là anh chạy phóng qua bên đường, leo lên trên hàng rào, phóng lên trên ban công số 1, rồi anh lấy hết sức mình phóng lên ban công số 2 và trèo lên, rồi lên ban công số 3. Và cuối cùng anh đã cố gắng phóng lên và leo lên được ban công số 4 rất là cao. Và khi anh leo lên được ban công số 4 rồi, thì anh lấy tay, nắm lấy tay của đứa bé 4 tuổi đó và kéo nó lên và được an toàn. Trong lúc đó, những người ở phía dưới đường đã hoan hô, vỗ tay và khen ngợi cái lòng dũng cảm của anh. Thưa quý vị, trong một vài second thôi mà anh đã làm một điều mà nhiều người phải nói đó là diệu kỳ, hay có thể nói đó là một phép lạ, miracle. Khi mà nhà báo biết được tin này, họ đến và họ phỏng vấn anh. Và họ nói rằng, động lực nào mà anh làm được cái điều phi thường như vậy? Anh ta trả lời, thực sự ra tôi không có nghĩ gì cả. Tôi rất là thương những đứa trẻ và tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một đứa trẻ nào nó chết trước mắt của tôi. Và bởi thế tôi đã quyết định một điều là tôi phải cố gắng làm sao cứu được đứa bé đó. Nhưng mà khi anh leo lên, quý vị ơi, nếu không có video thì chúng ta không thấy được cái sự diệu kỳ. Nhưng mà anh leo lên được tầng lầu số 4 rồi, tay không. Và lúc đó anh kể rằng là anh rất là shaking, là rất là run. Bởi vì anh không ngờ là anh có thể leo được như vậy để cứu một đứa bé. Và anh nói một câu rất là biết ơn là cảm ơn God, cảm ơn trời, cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi làm được điều này. Rất là khiêm nhường, vì anh thừa nhận rằng nước sức riêng của con người có lẽ không làm được, nhưng mà bởi sức thiên của Đức Chúa Trời đã cho anh để anh làm được một việc rất là diệu kỳ, mà anh cho đó là một phép lạ từ trời Thượng Đế ban cho. Và sau đó thì Tổng thống của nước Pháp là ông Emmanuel Macron đã mời anh đến cái tòa nhà của nước Pháp, của chính phủ Pháp. Và Tổng thống Emmanuel phỏng vấn và trao tặng cho anh một cái bằng khen và một cái huy chương. Và biết rằng anh là một người đến nước Mỹ này định cư illegal, là không có là hợp lệ,
Nhưng mà qua cái hành động dũng cảm của anh đã cứu một người, một em bé như vậy, thì Tổng thống của nước Pháp, ông Emmanuel, đã nói rằng là anh sẽ được thừa hưởng, là trở vào, được trở nên là công dân của nước Pháp ngay ngày hôm nay. Và không những thế thôi, ông Tổng thống của nước Pháp còn hứa rằng là sẽ cho anh một cái việc làm với cái cơ quan của cứu hỏa tại Paris. Đây là một vinh dự. Thưa quý vị, khi mà tôi nghe điều này thì tôi thấy rất là được khích lệ, vì chính Tổng thống của nước Pháp và dân Pháp ngày hôm nay họ nói rằng họ đã chứng kiến được một con người anh hùng của nước Pháp, và họ gọi anh là The Spider-Man, là người nhện. Thưa quý vị, tất cả những việc này chúng ta thấy một điều, đó là con người bình thường không thể nào làm được. Và cái mãnh lực nào, động cơ nào mà anh Mamoudou làm được điều này, anh đã trả lời: bởi vì tình thương, tình yêu mà thôi. Khi nói đến đây thì tôi lại nhớ có một nhân vật bởi tình yêu đó, không phải giống như là anh Mamoudou phải leo lên tới cái tầng lầu số 4 để cứu một em bé, nhưng nhân vật này đã từ trên trời cao kia nhìn xuống cái thế gian, và không phải thấy một em bé đang rơi, sắp sửa rơi vào trong sự chết, mà thấy cả nhân loại đang rơi vào trong hồ lửa đời đời, trong cái thung lũng, trong cái sự chết mất của tội lỗi. Và nhân vật đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài từ trên trời cao kia và Ngài đã xuống thế gian này để tìm và kiếm và cứu những kẻ chết mất như là tôi với quý ông bà và anh chị em. Tôi xin đọc một vài câu kinh thánh để nói đây là một vị cứu tinh nhân loại, giống như là anh Mamoudou có lẽ là một vị giải cứu hay là cứu tinh của em bé 4 tuổi đó. Thì đây là Đức Chúa Giêsu là một vị cứu tinh của nhân thể. Thưa quý vị, trong lời của Chúa nói trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số tôi xin phép đọc cho quý vị nghe, để rồi chúng ta thấy rằng trong Ê-phê-sô đoạn 4 đã nói đến Đức Chúa Giêsu là Ngài đã từ trên trời và Ngài đã xuống thế gian này. Câu số 10 nói rằng đấng đã xuống, tức là đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là Đức Chúa Giêsu, Ngài đã xuống thế gian này, từ trên trời mà Ngài xuống thế gian để làm gì quý vị? Để mà cứu mỗi một người chúng ta. Và trong Philip, cái thơ Philip quý vị, đoạn 2 có nói đến hình ảnh về Đức Chúa Giêsu đã từ bỏ ngai vàng thiên đàng để mà đến thế gian tăm tối nhằm mục đích để cứu tất cả mọi người, trong đó có tôi và quý vị. Trong Philip đoạn 2 câu số 5 có chép như sau: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đấng Christ là Đức Chúa Giêsu đó. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Đây là ngôi hai Đức Chúa Trời, và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ô quý vị ơi, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi hai, Ngài đã từ bỏ, lìa bỏ ngôi cao quý đó để xuống thế gian trở nên một hài nhi thánh, trở nên một con người như chúng ta. Và để làm gì quý vị? Hầu cho Ngài cứu chuộc chúng ta qua sự hy sinh và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Đây là lời của Chúa nói, quý vị nghe nha. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống
vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nếu Đức Chúa Giêsu không chết trên cây thập tự, thì tất cả mọi người trên thế gian này là những người có tội sẽ bị chết vì tội lỗi của mình. Nhưng mà Chúa yêu chúng ta, động lực nào là mà Chúa Giêsu phải xuống thế gian này, đó là động lực tình yêu đó quý vị. Giống như anh Mamudu, động lực tình yêu đã cho anh có một sức mạnh để anh có thể trèo lên, leo lên 4 tầng lầu. Thì cái động lực lớn hơn hết đó là tình yêu của Đức Chúa Trời mà yêu thế gian, trong khi chúng ta còn là kẻ có tội, thì cái động lực tình yêu của Đức Chúa Giêsu mạnh mẽ và Ngài sẵn sàng xuống thế gian này để mà chịu chọn đến con người và chịu chết trên thập tự giá, cứu chuộc chúng ta. Ô quý vị ơi, sau khi Đức Chúa Giêsu đã thi hành xong việc cứu chuộc rồi, thì chúng ta biết rằng cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ô quý vị ơi, chúng ta biết rằng tình yêu của Chúa rất là cao vời và Ngài đã đến đây để tìm và cứu chúng ta. Và bây giờ chúng ta phải làm gì quý vị? Thì chỉ có một điều thôi là chúng ta nên làm. Đó là chúng ta hãy mở lòng của mình ra. Mở lòng mình ra để mà tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu chuộc linh hồn của chúng ta. Ô quý vị ơi, trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 7 có chép như sau: ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Trong Chúa Giêsu, trong huyết Đức Chúa Giêsu, chúng ta được cứu chuộc, được tha tội và được trở nên công dân của nước trời. Quý vị có biết không ạ? Anh Mabudu được một đặc ân sau khi anh làm một cái việc mà phải nói là hero, là một anh hùng của nước Pháp, là cứu người và không màng đến mạng sống của mình. Và anh đã được đặc ân của nước Pháp là anh trở nên một công dân của nước Pháp thay vì là một cái người định cư bất hợp pháp. Quý vị ơi, còn Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian này, Ngài cứu chuộc chúng ta và Ngài cho chúng ta một đặc ân. Và quý vị biết đặc ân gì không ạ? Chúng ta sẽ trở nên công dân của nước trời. Chúng ta sẽ trở nên là con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng sẽ trở nên là người thánh, dân thánh của Thượng Đế. Ở đâu chắc điều đó quý vị? Tôi xin đọc cho quý vị nghe nha. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2, câu số 9 trở đi: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em giao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Quý vị ơi, khi mà tôi xem cái video clip đó và tôi cũng đọc một vài cái comments, là cái lời bàn, tôi thấy học được hai điều. Điều thứ nhất, giả sử như là anh Mamudu, anh leo lên được cái tầng lầu số 4 tại cái ban công đó, mà nếu đứa bé nó không muốn sống, nó không muốn bám víu để mà anh nắm cái tay nó để kéo nó ra khỏi cái ban công, mà khỏi sự chết đó, mà giả sử đứa bé đó nó buông tay trước khi anh ta nắm tay thì sao? Thì tôi tin chắc rằng mặc dù là anh Mamudu muốn cứu đứa bé này, nhưng mà đứa bé này nó buông tay, nó không muốn nắm tay, thì tôi tin chắc rằng đứa bé đó nó cũng sẽ chết, bởi vì nó không muốn sống. Cũng một thể ấy, tôi thấy rằng Đức Chúa Giêsu Christ Ngài đến thế gian này rồi, Ngài hoàn tất cái công việc cứu rỗi rồi,
Ngài chết trên thập tự giá, Ngài sống lại 3 ngày sau. Ngài minh chứng rằng Ngài là đấng toàn năng, đấng cứu chuộc. Bây giờ quý vị biết gì không? Ngài muốn nắm tay chúng ta để vực chúng ta ra khỏi sự chết mất đời đời. Nhưng mà một điều chúng ta phải suy nghĩ nhé, là chúng ta có để Chúa nắm tay mình hay không? Chúng ta có nắm tay lại Chúa hay không? Chúng ta có muốn được sự sống đời đời không? Thì lúc đó Chúa mới kéo chúng ta ra khỏi sự chết mất đời đời. Còn nếu chúng ta nghe, nếu chúng ta thấy, nếu chúng ta biết rằng Ngài là đấng cứu chuộc mà chúng ta không chịu nắm tay Ngài, chúng ta không mở lòng ra tin Ngài và chúng ta muốn buông tay, thì quý vị ơi, chúng ta cũng sẽ chết mất, mặc dầu Chúa là đấng cứu chuộc mà chúng ta không nhận. Cái điểm thứ hai tôi học được ở đây đó là có nhiều cái lời bàn, thậm chí có những cái video rất là rõ ràng như vậy. Cũng có những người họ không có tin, có những người họ nói ồ cái chuyện này chuyện bịa đặt, hay là cái chuyện này chuyện xếp đặt, chứ làm gì mà có cái chuyện như vậy. Và họ không tin cái vậy, và họ nói cái lời mà rất là khó nghe. Thì tôi suy nghĩ rằng con người chúng ta ngày hôm nay cũng có những thể loại như vậy. Mặc dù mình đã nghe về tình yêu của Chúa Giêsu, mình đã nghe tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài xuống thế gian này để chịu chết và Ngài sống lại để chuộc tội cho chúng ta, nhưng có một số người nghe và đã nói ồ, không có tin cái chuyện đó đâu. Chuyện đó là chuyện bịa đặt, chuyện đó là chuyện huyền thoại. Quý vị ơi, không phải bịa đặt, không phải huyền thoại, nhưng mà lòng của chúng ta không tin mà thôi. Quý vị tại sao mình không tin không? Thì trong lời của Kinh Thánh nói rất rõ, và tôi mong rằng nếu chúng ta là những cái người mà còn nghi ngờ, còn cứng lòng quý vị ơi, thì chúng ta hãy nghe lời của Kinh Thánh có chép như sau nhé. Lý do mà người ta ngày hôm nay không nhìn thấy được ảnh tượng, không nhìn thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời là bởi vì vua chúa đời này đã làm mù lòng. Trong Cô Tô thứ nhì đoạn 4 câu số 4 và câu số 3 và số 4 có chép sau: nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất. Anh chị em ơi, chúng ta nghe được tin mừng, tin lành tin mình, Đức Chúa Trời đã tha thứ tội mình, cứu chuộc mình, mà chúng ta không tin, đó là chúng ta đang đi vào trong sự diệt vong và hư mất đó quý vị. Đó là cái Thánh nói cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này là nói là ma quỷ đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, đừng cứng lòng nữa. Chúng ta phải hạ mình xuống. Đừng giống như cái người mà comment thấy rõ rồi mà cũng không tin, thì sẽ mất linh hồn. Chúng ta phải hạ mình xuống và nói rằng: Chúa ơi, xin hãy giúp con, xin hãy cho con có niềm tin, đừng cho con kiêu ngạo và cứng lòng nữa, vì con không muốn chết mất đời đời. Quý vị nhé, mong rằng đây là lời chia sẻ ngắn ngủi nhắc nhở cho mỗi người chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu chuộc nhân loại, trong đó có quý vị và có tôi. Nếu quý vị thấy đây là một bài chia sẻ hữu ích cho chính cá nhân mình, cho những người thân yêu của chúng ta, cũng như cho tất cả mọi người, chúng ta hãy làm một điều, đó là chúng ta hãy lên ngón tay và quý vị hãy nhấn cái nút share là xong, để mọi người được nghe lời chia sẻ ngày hôm nay về đề tài giải cứu. Xin Chúa ngày ban phước trên quý cô, quý bà, anh chị em, và chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Amen.